Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Sau hơn một tháng đi vào hoạt động, Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh Hưng Yên đã tiếp nhận trên 5.200 hồ sơ thủ tục hành chính. 180 xã phường thị trấn ở Hà Nội tái phát dịch tả lợn châu Phi sau hơn 30 ngày công bố hết dịch. Việt Nam tiến tới loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030. Hải Dương phát động tuyên truyền sử dụng điện thông thái, thanh toán thông minh. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một tháng đi vào hoạt động, Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh Hưng Yên đã tiếp nhận trên 5.200 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó tiếp nhận trực tiếp tại trung tâm trên 5.000 hồ sơ và tiếp nhận trên 150 hồ sơ qua môi trường mạng online. Tính đến nay, trung tâm đã giải quyết trả trên 3.500 hồ sơ hành chính, trong đó có hơn 3.000 hồ sơ trả trước hạn, chiếm trên 80%, còn lại là trả đúng hạn. Hồ sơ tiếp nhận tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực thuộc Sở Giao thông Vận tải, Sở Tư pháp, Sở Công thương và Sở Lao động Thương binh Xã hội. Khi giải quyết công việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh, toàn bộ quy trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ của các sở ban ngành đều được kiểm soát chặt chẽ bằng hệ thống phần mềm một cửa hiện đại, bảo đảm minh bạch rõ ràng, đúng lịch hẹn. Để đạt mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, thời gian tới, Trung tâm tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, văn minh công sở, thường xuyên rà soát, đơn giản hóa và cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước có quy định thời gian giải quyết theo lộ trình đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Nhằm hướng tới xây dựng một chính quyền kiến tạo phục vụ cho người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức lễ khai trương và ký kết hợp tác khai thác ứng dụng Zalo trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính Công của tỉnh. Theo thỏa thuận, tỉnh Vĩnh Phúc được phép sử dụng khai thác ứng dụng Zalo trong công tác giải quyết các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Khi sử dụng ứng dụng Zalo giải quyết thủ tục hành chính, chỉ cần cài đặt phần mềm trên máy tính hoặc điện thoại thông minh có kết nối internet, người dùng có thể thực hiện các tính năng như tra cứu thông tin và kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng mã số biên nhận và mã QR, tích hợp tra cứu hồ sơ của công dân qua Zalo theo số điện thoại, thông tin chủ động cho khách hàng khi tiếp nhận hồ sơ, tự động gửi tin nhắn thay đổi tình trạng giải quyết hồ sơ, thông tin cho khách hàng khi có kết quả, đăng ký nhận kết quả theo đường bưu điện bất kỳ thời điểm nào. Việc khai thác ứng dụng của Zalo sẽ góp phần nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công trực tuyến, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Yêu cầu nhà đầu tư dừng hoạt động thu phí đối với các trường hợp dự án có các trạm thu phí không chuyển sang thu tự động không dừng theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng. Đó là nội dung công điện số 849 của Thủ tướng về đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí giao thông đường bộ theo hình thức tự động không dừng vừa gửi tới các bộ ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ đầu tư các dự án BOT trên cả nước phải bảo đảm chậm nhất trước ngày 31 tháng 12 năm 2019 chuyển sang thu phí tự động đối với tất cả các trạm thu phí trên toàn quốc, đồng thời sẽ yêu cầu nhà đầu tư dừng hoạt động thu phí đối với các dự án BOT có trạm thu phí không chuyển sang thu tự động không dừng theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng. Tính đến hết tháng 5 năm 2019, cả nước lắp đặt được 28 trạm với 115 làn, trong đó vận hành thương mại 27 trạm với 111 làn. Bộ trưởng khẳng định sẽ không kiến nghị chính phủ cho kéo dài thời gian thu phí thủ công. Các nhà đầu tư cao tốc phải thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng, cần đưa vào diện giám sát đặc biệt và dừng thu phí nếu không thực hiện. Tại 180 xã phường thị trấn ở Hà Nội, dịch bệnh tả lợn châu Phi lại tái phát trở lại sau 30 ngày công bố hết dịch. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa giao thanh tra tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình phòng chống bệnh dịch tại các huyện, tránh để xảy ra tình trạng khai khống số lượng lợn chết để nhận tiền hỗ trợ. Mặc dù Hà Nội đã chi hơn 1.000 tỷ đồng hỗ trợ nhưng dịch tả lợn châu Phi lại tái phát ở hàng trăm xã, phường, thị trấn. Thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, tính đến ngày 31 tháng 10, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra ở hơn 32.000 hộ chăn nuôi, chiếm 40% tổng số hộ nuôi, cơ sở chăn nuôi thuộc 24 quận, huyện, thị xã. Số lợn mắc bệnh phải tiêu hủy hơn nửa triệu con, chiếm gần 30% tổng đàn. Tổng số lợn nái, lợn đực giống phải tiêu hủy hơn 70.000 con, chiếm 13% tổng số đàn lợn phải tiêu hủy trên địa bàn. Hà Nội có tổng đàn lợn nhiều thứ hai cả nước sau Đồng Nai với 1,9 triệu con. Tận dụng diện tích ao hồ và ruộng trũng, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trồng ấu cho hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, các hộ dân đang bước vào vụ thu hoạch cho thu lãi khoảng 8 triệu đồng trên một sào. Ấu là cây thủy sinh, rất dễ trồng, không mất nhiều công chăm sóc, thích hợp sống ở các ao đầm và những chân ruộng có nước quanh năm. Bà con có thể trồng ấu bằng dây hoặc bằng củ vào khoảng tháng 2 âm lịch. Đối với các ao đã trồng từ vụ trước, củ ấu già chưa kịp hái sẽ rụng xuống bùn, mọc thành cây và cho thu hoạch vào cuối mùa thu. Bà con lưu ý với những ruộng sâu, người hái ấu phải ngồi trên thuyền để thu hoạch. Mỗi cây ấu ra được 5 đến 7 củ, khi già, củ ấu sẽ chuyển sang màu đen. Hiện nay đang là mùa thu hoạch củ ấu, cứ cách 10 ngày cho thu một lứa. Thời gian thu hoạch trong 2 tháng, bà con có thể kết hợp trồng ấu và thả cá để nâng cao hiệu quả kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, nhìn vườn bưởi sum xuê quả, ít ai biết rằng đây từng là cánh đồng người dân bỏ hoang. Với tâm niệm học và làm theo lời Bác phải cụ thể, lời nói phải đi đôi với việc làm, cựu chiến binh Vũ Đức Sành, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình nỗ lực biến 7 hectare đồng hoang đầy cỏ dại, mọc che cả lối đi thành trang trại bạt ngàn cây trái cho thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Năm 2006, cựu chiến binh Vũ Đức Sành, khi đó đang là giám đốc Quỹ tín dụng Nhân dân Quỳnh Ngọc, đã bàn với gia đình đầu tư hơn 800 triệu đồng cải tạo cánh đồng cấy lúa kém hiệu quả. Trên diện tích 7 hectare, ông Sành đào ao trồng cây ăn quả với phương châm lấy ngắn nuôi dài. Cả cánh đồng hoang vu 17 mẫu này gọi là mênh mông, có nội đến năng ngang đưng người này. Thì lúc bấy giờ đưa máy vào khai thác đào cái ao thì tôi phải đào trong vòng thời gian 3 tháng. Nó rất nhiều khó khăn, thứ nhất là đường điện không có này. Thứ hai là nước không có này. Sau khi tôi cải tạo đào là 9 mẫu ao, đồng thời kết hợp với chăn nuôi gà và lợn. Thì cái giai đoạn đầu như thế trong những cái năm đầu. Thế sau đó thì trồng cây ăn quả. Đất không phụ công người, sau 13 năm miệt mài vun trồng, đến nay trang trại của ông Sành đã có hơn 500 gốc bưởi diễn, hòe, mít, cam đặc sản. Riêng vườn bưởi năm nào cũng cho năng suất từ 1 đến 2 vạn quả, giá bán tại vườn từ 20 đến 30.000 đồng một quả. Ông Sành chia sẻ, từ vườn cây ao cá, sau khi trừ chi phí, ông thu lãi trung bình khoảng 500 triệu đồng một năm. Điều kiện nếu mà cho tích tụ dụng đất lại, một người đứng ra làm chủ và thuê dân công, cộng với lại phát huy được cái khoa học kỹ thuật đấy, thì là mình trồng cây gì có hiệu quả và nuôi con gì thì nói chung là hiệu quả hơn, làm nhỏ lẻ. Thế thì đây phải nói là một con người mà như vậy là đã phát huy tốt từ cái bản chất bộ đội Hồ khi rời tay súng về địa phương và vẫn phát huy được là tiếp tục xây dựng làm kinh tế và xây dựng địa phương cũng như là xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh và đổi mới. Khi được hỏi về những dự định sắp tới, ông Sành cho biết dù đã có được những quả ngọt nhưng vẫn tiếp tục đầu tư phát triển mô hình. Người từng một thời mang áo lính bằng nghị lực của mình đã đánh thức đồng hoang, góp phần khắc phục tình trạng nông dân bỏ ruộng đang có xu hướng lan rộng hiện nay. Sau 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn các địa phương trong tỉnh Hải Dương đã thay đổi rõ rệt. Bình quân mỗi xã trong tỉnh đạt 18,65 tiêu chí. Có 190 trên 220 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu trong năm nay, tỉnh sẽ có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong năm 2020, Hải Dương đặt ra mục tiêu hoàn thành 19 xã còn lại. 4 huyện là Ninh Giang, Tứ Kỳ, Thanh Hà, Kim Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Có từ 10 xã trở lên được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Mục tiêu phấn đấu trong năm 2021 sẽ hoàn thành hồ sơ thủ tục quy trình các bước đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Có 20% số xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Có 10% số xã được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu. Có ít nhất 2 huyện được công nhận huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn dưới 1%. Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, với nỗ lực không ngừng của cấp ủy chính quyền các cấp, nhất là phát huy sức sáng tạo, tinh thần cộng đồng cho nhân dân, diện mạo nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã có những chuyển biến tích cực. Các mô hình hay, điển hình tốt trong xây dựng nông thôn mới tiếp tục được khuyến khích, nhân rộng. Xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh là một trong 3 xã đầu tiên của tỉnh được công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Điều đáng ghi nhận ở đây là sự vào cuộc tích cực của toàn hệ thống chính trị và được người dân đồng thuận cao. Những bài học kinh nghiệm hay đã được nhiều địa phương học tập và làm theo. Nét nổi bật ở Khánh Thành được nhiều địa phương tham quan học tập đó là chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích. Từ xã vùng xa còn khó khăn, thuần nông cây lúa, qua việc xây dựng quy hoạch tổng thể, thực hiện dồn điền đổi thửa, đến nay xã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa với hàng chục hecta cây màu được công nhận VietGAP, nhiều mô hình ăn quả cho giá trị hàng trăm triệu trên 1 hecta. Người dân không chỉ thoát nghèo mà còn làm giàu ngay trên quê hương. Các mô hình sản xuất ở Khánh Thành đã nhận được sự quan tâm của nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh. Về dự tham quan cái xã Khánh Thành, đặc biệt là đồng chí chủ tịch cho tôi một ý kiến chia sẻ rất là quý. Đặc biệt là về tham quan cái mô hình ở trên địa bàn xã này, chúng tôi cũng mong rằng tới đây, đặc biệt là cái khu vực của huyện Kim Sơn, phòng nông nghiệp mà có cái triển khai tốt, những cái diện tích cấy lúa kém hiệu quả được đưa vào, như vậy là đổi mới và thay đổi những các mô hình này, chia sẻ cho nông dân có cái thu nhập cao. Thực tế cho thấy nhiều mô hình hay, kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới đã được nhân rộng thông qua học tập trực tiếp hay trao đổi và có hiệu quả nhất định trong xây dựng nông thôn mới. Người đến tham quan có kinh nghiệm để học tập, áp dụng. Bà con nhân dân và cán bộ xã cũng bổ sung thêm kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới. Đối với cái kết quả khi thực hiện tái cơ cấu thì chúng tôi cũng rất nhiều đơn vị đi học tập. Đến giờ này thì trên địa bàn xã Khánh Thành thì cũng khoảng hơn 200 đoàn đến tham quan trao đổi kinh nghiệm. Thì một trong những cái việc mà chúng tôi thấy hay nhất là khi mà tiếp cận với các đoàn thì cũng có cái mình phải học người ta. Rồi trên cơ sở đấy thì người ta học mình và chúng ta cũng mở rộng cái địa bàn để chúng ta giao lưu rồi tiêu thụ hàng hóa, nhất là cái tiêu thụ hàng hóa khi sản phẩm thu hoạch. Xác định xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Việc học tập, trao đổi kinh nghiệm các mô hình hay trong tỉnh và các tỉnh bạn được xem là giải pháp khả thi và hiệu quả, giúp các địa phương khác học tập, tránh được vướng mắc, rút ngắn thời gian triển khai. Đây cũng là giải pháp để Ninh Bình thành công sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hàng năm thì tỉnh vẫn bố trí một khoản kinh phí để tập huấn cho cán bộ cơ sở, cập nhật các cái kiến thức mới về nông thôn mới, đặc biệt là các cái mô hình hay cách làm tốt, có cái tham quan thực tế. Cụ thể cái mô hình chuyển đổi từ lúa sang ổi cá của Khánh Thành. Đấy, cho nên tôi hy vọng là Kim Sơn về sẽ có cái vận dụng để làm sao cũng tiếp tục chuyển đổi để mang lại cái hiệu quả kinh tế cao. Phong trào thi đua toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới đã được cụ thể hóa và triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Từ phong trào, nhiều mô hình điển hình tiên tiến đã xuất hiện, từng bước phát huy và nhân rộng, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực và thiết thực trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn mới. Xuất phát từ mô hình đường hoa phụ nữ, đến nay nhiều đường hoa xanh tươi muôn sắc màu đã mang đến không gian tươi mới, tràn đầy sức sống, góp phần thay đổi cảnh quan của nhiều làng quê, tạo nên nét đẹp nông thôn mới. Ghi nhận tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Xây dựng nông thôn mới, các tuyến đường thôn ngõ xóm ở xã Tây Giang được mở rộng và cứng hóa. Trên các tuyến đường này, người dân đã góp công góp sức xây dựng những bồn hoa để trồng cây xanh và hoa. Con đường hoa không chỉ làm cho cảnh quan thêm đẹp mà còn làm cho không khí làng quê nơi đây trong lành, phong cảnh thêm thơ mộng. Chúng tôi cũng đã xây dựng cái tuyến đường hoa và chúng tôi cũng đã lấy tuyến đường của thôn Đoài làm điểm. Sau đó chúng tôi sẽ nhân rộng ra các chi hội khác và đến nay thì 5 trên 5 chi hội của chúng tôi đã có những con đường hoa và cũng đã có những cái mô hình điểm hoa thì rất là rực rỡ. Tại thôn Định Cư Đông, xã Đông Trà, hơn 800 mét đường hoa cũng đã được hình thành. Để có đường hoa rực rỡ và bắt mắt như thế này là cả sự kỳ công và tận tâm của những phụ nữ nơi đây. Con đường hoa đã trở thành niềm tự hào của người dân nơi đây. Cứ mỗi tháng là các chị em phụ nữ là ra làm cỏ một lần, nhưng một lần nó phải 2-3 buổi mới xong vì cái đường hoa nó quá dài. Mô hình trồng hoa thay thế cỏ dại được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tiền Hải phát động từ năm 2017. Đến nay, hội viên phụ nữ trong huyện đã trồng được 152 bồn hoa tại các tuyến đường với tổng chiều dài trên 20 km. Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch rất là cụ thể và giao cho các xã thị trấn phải xây dựng các mô hình phụ nữ tự quản về các cái tuyến đường về trong cái công tác thực hiện công tác vệ sinh môi trường. Những tuyến đường quê ngập tràn sắc hoa như níu kéo bước chân người, xua tan bao âu lo mệt mỏi sau một ngày lao động vất vả. Và những con đường như thế này tiếp tục được người dân nơi huyện biển Tiền Hải nối dài thêm, làm cho môi trường nông thôn ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp và văn minh hiện đại. Sốt rét là một trong những bệnh truyền nhiễm phổ biến ở các nước nhiệt đới và cận nhiệt đới, có ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của con người. Theo chương trình quốc gia phòng chống sốt rét của Việt Nam, nước ta đã và đang từng bước thực hiện các chiến lược phù hợp để giảm tỷ lệ mắc và tử vong do sốt rét. Tại Việt Nam, từ hơn 1 triệu trường hợp mắc sốt rét, 4.646 trường hợp tử vong do sốt rét năm 1991, đến năm 2018 chỉ còn 6.870 trường hợp mắc và chỉ có 1 trường hợp tử vong do sốt rét. Nhiều tỉnh, thành phố đã không còn lan truyền bệnh sốt rét. Chính phủ Việt Nam đã cam kết thực hiện mục tiêu loại trừ bệnh sốt rét do ký sinh trùng sốt rét Fasciparum năm 2025 và loại trừ hoàn toàn bệnh sốt rét vào năm 2030. Trước mắt, để hướng tới thanh toán bệnh vào năm 2030, trong năm 2019, Việt Nam sẽ công nhận loại trừ sốt rét tại 25 tỉnh, bao gồm 16 tỉnh miền Bắc, 1 tỉnh miền Trung và 8 tỉnh miền Nam. Cùng với làm tốt công tác giáo dục chăm sóc trẻ em mồ côi khuyết tật, cơ sở bảo trợ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm mở các lớp dạy nghề giúp các em có điều kiện vươn lên, hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống trong tương lai. Phòng học cắt tóc với đầy đủ trang thiết bị này vừa được các đơn vị doanh nghiệp hỗ trợ đầu tư với kinh phí 20 triệu đồng. 2 ngày một tuần, các trẻ em câm điếc tại cơ sở bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được tham gia lớp dạy nghề cắt tóc do những thợ cắt tóc chuyên nghiệp truyền dạy. Em rất thích học nghề cắt tóc. Em thấy nhiều người khiếm thính giống như em đã thành công với nghề này nên mong muốn sau này em có thể giống họ, trở thành thợ cắt tóc chuyên nghiệp. Mình thấy là cái khả năng của con tiếp học cái nghề này là rất là phù hợp. Đấy, vì sau này mỗi bạn có thể về một địa phương khác nhau, các bạn có thể mở ra những quán cắt tóc lam hoặc là những bạn nữ có thể về mở những quán gội đầu thì là sẽ giúp mình thu nhập rất là tốt. Cơ sở bảo trợ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang nuôi dưỡng chăm sóc 125 trẻ em, trong đó có 69 trẻ câm điếc. Hàng năm cơ sở đều mở các lớp đào tạo nghề phù hợp, tạo cho em các niềm đam mê, yêu thích và kỹ năng cơ bản nghề, giúp các em có điều kiện vươn lên hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống trong tương lai. Mong muốn sau này khi rời khỏi đây em sẽ mở một quán nhỏ bán đồ lưu niệm tại nhà, giúp em có thu nhập để nuôi được bản thân và phụ giúp cho gia đình. Trong thời gian tới thì tiếp tục phát huy những cái nghề mà đang triển khai và phù hợp với các em thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan và tổ chức và cá nhân trên địa bàn để triển khai các cái nghề mới và tập trung vào các cái nghề thủ công, mỹ nghệ và nghệ thuật và đặc biệt là những cái nghề liên quan đến lĩnh vực du lịch và đáp ứng cái nguồn nhân lực du lịch cho địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Trên 80% trẻ em câm điếc chăm sóc và giáo dục tại cơ sở bảo trợ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của tỉnh Quảng Ninh sau khi trưởng thành trở về địa phương có việc làm ổn định, hòa nhập tốt với xã hội. Đây là kết quả của những nỗ lực của các thầy, cô giáo, cán bộ, nhân viên cơ sở đối với sự nghiệp chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, góp phần giảm bớt gánh nặng cho xã hội. Tỉnh đoàn Hải Dương vừa phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện lực Hải Dương tổ chức phát động tuyên truyền sử dụng điện thông thái, thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Theo thống kê của công ty điện lực Hải Dương, toàn tỉnh hiện có khoảng 600.000 khách hàng sử dụng điện, trong đó tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt mới có 40.000 khách hàng, đạt 6,6%. Đây là kết quả còn thấp so với nhiều tỉnh, thành phố trong khu vực và toàn quốc. Những năm tới, Hải Dương đề ra mục tiêu phấn đấu có 95% số khách hàng khu vực thành thị và 35% khu vực nông thôn có khách hàng sử dụng điện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Đây là mục tiêu nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Chính phủ về chương trình Mục tiêu Quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 nhằm hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Đi cùng với tiết kiệm năng lượng là đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công như thuế, điện, nước, học phí, viện phí. Với khẩu hiệu sử dụng điện thông thái, thanh toán thông minh, tỉnh đoàn Hải Dương và công ty điện lực Hải Dương đã ký cam kết đề ra những giải pháp trọng tâm cần tập trung tuyên truyền về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích, đội tuyên truyền măng non thực hiện tuyên truyền các nội dung trong chương trình Mục tiêu Quốc gia về sử dụng điện tiết kiệm và triển khai các sản phẩm dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt phù hợp. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.